Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 7 tháng 7 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qnz.vn và nền tảng Spotify của báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Ngọc Trung. Và tôi là Minh Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay. Bản tin ngày 7 tháng 7 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thường vụ quân ủy Trung ương Quân chủng phòng không không quân ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác đảng công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Mỹ cân nhắc việc cung cấp bom chùm cho Ukraine. Không quân Indonesia nhận máy bay vận tải C-130J-30 thứ hai. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương sáng nay đã tiến hành xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng. Một trong những nội dung làm việc của thường vụ là cho ý kiến về công tác xây dựng kế hoạch tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 tổ chức thành công tốt đẹp, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung trên trường quốc tế. Vì vậy, Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 càng có ý nghĩa quan trọng. Công tác chuẩn bị cho triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 cần phải được chuẩn bị chu đáo, bài bản, chặt chẽ, thể hiện đúng tầm vóc của sự kiện. Các cơ quan đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh các tiến độ trong công tác xây dựng kế hoạch tổ chức, cùng với việc góp phần xúc tiến thương mại và mở rộng hợp tác quốc tế cho các doanh nghiệp quân đội, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng Việt Nam triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 còn là sự kiện tạo điểm nhấn trong đời kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Phát biểu tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân, quân trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 6 Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay, chủ động chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện, sẵn sàng tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, sự cố môi trường khi mùa mưa bão đang cận kề xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kết luận tại hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở các ý kiến tham luận, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu cơ quan Bộ Quốc phòng biểu dương đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan đơn vị đạt được trong thời gian qua. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Về nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2023, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Báo cáo trung tâm cùng các tham luận của các cơ quan đơn vị trình bày tại hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2023 đã tập trung đánh giá thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt chỉ đạo của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng, đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định tiếp tục chủ động tham mưu cho Bộ Quốc phòng các chủ trương giải pháp tăng cường công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Tại Hà Nội, sáng nay, Tổng cục Hậu cần tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành vận tải tàu thuyền toàn quân 6 tháng cuối năm 2023. Tại hội nghị, các cán bộ ngành vận tải quân sự toàn quân đã phát biểu đóng góp bổ sung nhiều ý kiến, nêu bài học kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, Đồng thời, nêu lên những khó khăn bất cập đề xuất kiến nghị một số nội dung nhằm xây dựng đơn vị vận tải cũng như toàn ngành ngày càng vững mạnh hiện đại, sẵn sàng nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển trong mọi tình huống. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, hội nghị thống nhất xác định sẽ tiếp tục nghiên cứu nắm chắc tình hình, kịp thời xây dựng điều chỉnh bổ sung hệ thống văn kiện vận tải tác chiến phù hợp với các phương án tác chiến và tổ chức biên chế của đơn vị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần tổ chức hội thi chuyển đổi số cơ quan cục năm 2023. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên cơ quan cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần về vị trí, vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm, trình độ, kỹ năng số, văn hóa số cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ nhân viên cơ quan, qua đó phát huy tối đa tiềm năng về các nguồn lực, kịp thời rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp, tác phong công tác, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần quân đội nói chung chuyển đổi số công tác doanh trại nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nội dung thi xoay quanh nhận thức về chuyển đổi số thông qua các câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm máy tính, thực hiện viết bài tự luận theo các chuyên đề và thi thực hành khai thác sử dụng các phần mềm dùng chung. Ban giám khảo, ban tổ chức hội thi rút kinh nghiệm tại chỗ sau các phần thi. Học viện Chính trị tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo năm 2021-2023 và trao bằng tiến sĩ năm 2023. Kết quả đào tạo trình độ đại học và đào tạo chức vụ, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp. Kết quả đào tạo thạc sĩ, 100% học viên cao học đã thực hiện tốt kế hoạch tiến độ đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ luận văn thạc sĩ. Kết quả đào tạo tiến sĩ, từ tháng 8 năm 2022 đến nay, giám đốc học viện ký quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 55 nghiên cứu sinh. Trung tướng Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Bạo, giám đốc học viện chính trị, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bạo cũng bày tỏ sự tin tưởng, hy vọng các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục lập được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách được giao, giành được nhiều thắng lợi trong lãnh đạo, quản lý, trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trung đoàn gia định Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã phối hợp Tòa án Quân sự Quân khu 7 tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ trung đoàn tại buổi tuyên truyền cán bộ chiến sĩ đã được phổ biến một số nội dung trọng tâm về luật quản lý sử dụng vũ khí đạn vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thông tin kết quả một số vụ án liên quan đến vấn đề xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí đạn vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trong thời gian qua một số vấn đề về phòng chống vi phạm kỷ luật thông qua nội dung tuyên truyền đã thiết thực nâng cao nhận thức kiến thức pháp luật và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật nhà nước kỷ luật quân đội cho cán bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn trong thực hiện sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện tốt công tác bảo quản và quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật trong quá trình huấn luyện, học tập, công tác. Cũng trong sáng nay, tại phường Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phần nội dung thực binh, xử trí tình huống tập trung đông người, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, đánh bắt đối tượng khủng bố, giải cứu con tin tại trụ sở Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Cự Khối. Tại diễn tập thực binh, Tình huống giả định được đặt ra là các tổ chức phản động, thế lực thù địch lưu vong có vũ trang xâm nhập vào nước ta và tiến hành khủng bố bạo loạn, cướp chính quyền, bắt giữ con tin. Xử lý tình huống, các lực lượng tham gia tiến hành theo đúng kế hoạch, kịch bản được hợp đồng tác chiến từ trước. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng điều chỉnh phương án, nội dung diễn tập phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả, giải quyết thành công các tình huống đặt ra. Tiếp theo là một số thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. AP dẫn nguồn tin quân sự giấu tên cho biết chính quyền Mỹ quyết định sẽ cung cấp bom chùm đạn chùm cho Ukraine và dự kiến sẽ đưa ra một thông báo vào ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7. Khẳng định Lầu Năm Góc sẽ gửi hàng nghìn bom chùm và đạn chùm cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc trước đó, thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ, chuẩn tướng Pat Ryder cho biết ông chưa có thông tin nào về bom chùm đạn chùm viện trợ cho Ukraine nếu quyết định cung cấp bom chùm, đạn chùm cho Ukraine được thông qua, lầu năm góc sẽ lựa chọn cẩn thận các loại đạn có tỷ lệ chưa phát nổ thấp dựa trên các dữ liệu thử nghiệm gần đây. Theo Jakarta Globe, không quân Indonesia đã nhận được chiếc thứ hai trong tổng số 5 chiếc máy bay C-130J-30 Super Hercules đặt mua từ nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Lễ bàn giao đã diễn ra tại căn cứ không quân Halim Perdanakusuma. Tại đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prabowo Subianto nhấn mạnh, việc bổ sung máy bay vận tải đa nhiệm mới này sẽ củng cố khả năng phòng thủ cho đất nước. C-130J-30 Super Hercules là phiên bản nâng cấp với phần thân máy bay kéo dài hơn so với phiên bản gốc C-130 Hercules. Đến nay, Lockheed Martin đã bàn giao 520 chiếc C-130J cho 26 khách hàng khai thác ở 22 quốc gia khác nhau. Hai chiến hạm Nga lần đầu tới Thượng Hải sau 3 năm và dự kiến tham gia đợt huấn luyện chung kéo dài một tuần với Hải quân Trung Quốc Hộ vệ hạm cỡ nhỏ Gromki và Sovetshenyi thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 5 tháng 7 cập cảng bên trong căn cứ hải quân Trung Quốc tại Thượng Hải. Đây là chuyến thăm đầu tiên của chiến hạm Nga sau khi Trung Quốc nới lỏng hạn chế ngăn COVID-19. Hai chiến hạm sẽ ở lại Thượng Hải tới ngày 11 tháng 7 và tham gia diễn tập chung với hải quân Trung Quốc, trong đó tập trung vào khoa mục liên lạc, di chuyển theo đội hình và tìm kiếm cứu nạn trên biển những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của báo quân đội nhân dân điện tử xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai